là cung cách để được chia rẽ cho nội bộ chính phủ khiến cho Sri Lanka không thể phản ứng kịp thời sau việc nhận được thông tin tình báo cảnh báo về các tấn công. Thì CNN có một bài viết đang chú ý về cuộc tấn kỷ tượng của một người San Antonio là một trong 8 địa điểm xảy ra tấn công. Và BBC có biết như thế ạ? San Antonio được coi là nhà thờ của những quốc nhiệm màu luôn mở rộng cánh cửa với tất cả mọi người dù họ thuộc tôn giáo nào. Với nhiều người, con đường đến San Antonio đã trở nên quá khó. Miễn là tốt với mình là được. Đừng về trong mà xuống đây mà ở là nó không nghe đâu. Mẹ không phải suy nghĩ vấn đề đấy, nó chẳng ở mình đâu. Nên mẹ không phải suy nghĩ cái vấn đề quá nhỏ bé như thế, suy nghĩ nó thoáng đi. Nhìn Dũng nhà mình đấy, họ hàng thật nhưng mà nó lại như thế thì nói chung chán. Chả quan trọng ai chơi mình, người khác nhà miễn chơi mình chuẩn là được. Bố nó có xuống thăm nó không biết. Đấy là tao nghe tin bảo bố mẹ nó bỏ nhau, bố nó liền đi làm phòng thứ khác rồi. Đi càng tốt, bố nó quan tâm nó không? Thế đây chị đó làm gì? Chị nó mất mình làm sợ nó mưa sợ. Thì đến năm nay chúng tôi quấy vào một cái chủ đề nó nóng bỏng hơn và nó cụ thể hơn, đó là chủ đề về vấn đề ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường. Tôi nhận thấy rằng là chúng tôi đã có được một cái sự phát triển rất là lớn từ cái chất lượng của các tác phẩm gửi về cho tổ chức và thông điệp mà các cái tác phẩm nó cũng truyền tải một cách rõ ràng hơn so với mùa đầu tiên. Những cái thông điệp truyền tải nó không cần quá cao siêu mà nó càng dung dị, càng xúc tích và nó càng gần gũi bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và những cái cách tiếp cận vấn đề nó có một cái sự mới, cái sự đột phá, không phải là ai cũng có thể nghĩ ra. Vì một hành tinh xanh như lời nhắc nhở các em nhỏ hãy biết quan tâm tới việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống vốn đang là một trong những vấn đề bức thiết nhất hiện nay trên toàn cầu. Các tác phẩm dự thi đã cho thấy những quan sát, cảm nhận và ấn tượng của các em.